chức năng gan ổn định sẽ góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Vì vậy, việc bảo vệ gan khỏe mạnh thực sự cần thiết với mỗi người, đặc biệt là ngăn ngừa ung thư gan. Tiêm phòng viêm gan B, kiểm soát cân nặng, bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, protein, tập thể dục đều đặn với cường độ vừa phải, tầm soát định kỳ để sớm phát hiện bất thường, hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia, thuốc lá, hạn chế đồ ăn dầu mỡ, nội tạng. Đừng quên các dấu hiệu dưới đây cảnh báo gan của bạn đang gặp vấn đề. Bạn cần đến cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và thăm khám. Vàng da, vàng mắt, đau vùng bụng dưới bên phải, sút cân bất thường, cơ thể mệt mỏi, tình trạng ngứa da kéo dài, nôn, buồn nôn, đầy bụng, khó tiêu.